ngày 1 tháng 3, Công an huyện Bù Đăng, Bình Phước đang điều tra vụ hai thanh niên đuối nước khi đi bắt ốc ở đập thủy lợi. Hai nạn nhân được xác định là N. T. N. 23 tuổi và N. T. H. 27 tuổi, cùng ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Thông tin ban đầu, tối ngày 29 tháng 2, nhóm thanh niên 5 người, trong đó có anh N và anh H, rủ nhau đi bắt ốc tại đập thủy lợi Đao U2, thuộc thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình. Sau khi bắt ốc xong, anh N xuống đập thủy lợi rửa chân để đi về thì không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu. Thấy bạn gặp nạn, anh H nhanh chóng lao xuống cứu nhưng cả hai bị nước cuốn mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bình Phước đã điều động xe chuyên dụng và nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 22 giờ đêm, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể hai nạn nhân.